Ngày 8 tháng 8 năm 2023, bà Trần Kim Yến, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm tăng ni sinh tại hạ trường Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tháp tùng phái đoàn có ông Trình Văn Nam, Thành ủy viên Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, ông Huỳnh Văn Phạm Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh cùng các thành viên trong đoàn. Tiếp đoàn có Chư tôn đức Học viện Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó viện trưởng kiêm Tổng thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố, cùng Chư tôn đức thành viên Hội đồng điều hành, Ban quản diện tăng ni và hơn 1.000 tăng ni sinh nội trú khóa 15, khóa 16, khóa 17. Dịp này Thượng tọa Thích Nhật Từ giới thiệu với đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khái quát về sự hình thành sau 39 năm và phát triển của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện có 12 khoa đào tạo với hơn 1.000 tăng ni sinh đang theo học. Hiện tại học viện đang dẫn đầu cả nước về quy mô cơ sở hạ tầng, về đội ngũ giảng viên và số lượng tăng ni sinh so với các học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế, Cần Thơ. Thượng tọa cho biết thêm, trong giai đoạn 1984-2008, học viện do Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh đảm nhận vai trò viện trưởng, kế tục sự nghiệp đó từ năm 2009. Hiện nay học viện do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm viện trưởng. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cũng chính là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Phật giáo cả nước và Phật giáo thành phố. Nhân đây, thay mặt Hội đồng điều hành, Thượng tọa gửi lời cảm ơn đến bà Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và phái đoàn đã đến thăm học viện, dành tri ân đến các cấp chính quyền luôn luôn quan tâm hỗ trợ mọi phương diện. Thượng tọa hy vọng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của địa phương để học viện thực hiện tốt vai trò làm trung tâm giảng dạy nghiên cứu cho các tăng ni sinh khu vực và trong cả nước. Chia sẻ tại buổi gặp, bà Trần Kim Yến khẳng định Phật giáo thành phố nói chung và Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã tích cực đóng góp chung tay cùng chính quyền và nhân dân các cấp trong khả năng của mình. Trong thời gian sắp tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố mong muốn học viện tiếp tục đồng hành cùng xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nhân văn, phát triển. Nhân chuyến thăm này, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tham quan thư viện Trí Quảng trong khuôn viên của học viện.